Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong cái video lần này, mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể thay đổi được cái số điện thoại của cái tài khoản Facebook của mình nhá. Thì vì một cái lý do nào đó, cái số điện thoại đã đăng ký cái tài khoản Facebook của các bạn, giờ các bạn đã bị mất hoặc các bạn không sử dụng cái số đó nữa. Thì các bạn cần phải thay đổi cái số điện thoại ngay, tránh cái tình trạng là người khác dùng đến cái số điện thoại mà đã đăng ký cái tài khoản Facebook của các bạn, thì các bạn có thể mất cái tài khoản Facebook đó bất kỳ lúc nào. Cho nên mình cần phải thay đổi cái số điện thoại ở cái tài khoản Facebook này nhá. Đầu tiên thì mình sẽ vào cái tài khoản Facebook mà các bạn muốn đổi cái số điện thoại nhá. Đó, thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái menu nhá, ở cái dấu ba gạch ngang đây nhá. Thì mình dùng iPhone thì cái menu này nó sẽ ở góc phải dưới cùng. Còn các bạn nào sử dụng điện thoại Android thì cái menu này nó sẽ ở góc phải trên cùng nhá. Thì nó là cái ba gạch ngang này, mình sẽ chọn vào đây. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần là cài đặt và quyền riêng tư nhá. Đó, mình sẽ chọn vào cái phần cài đặt. Ở đây thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần thông tin cá nhân nhá. Đó, thì ở đây các bạn sẽ kéo lên, các bạn sẽ chọn vào cho mình cái phần thông tin cá nhân nữa đây. Đó, thì ở đây thì các bạn để ý đây, thông tin cá nhân của mình đây là có một cái số điện thoại đã đăng ký cái tài khoản Facebook này của mình là đuôi 33 đây nhá. Đó, mình sẽ chọn vào đây. Đó, ở đây thì có cái phần là thêm thông tin liên hệ mới nhá, thì các bạn sẽ chọn cho mình thêm thông tin liên hệ mới này. Ở đây thì các bạn có thể thêm số điện thoại di động hoặc là thêm email, thì mình sẽ thêm cái số điện thoại di động vào đây nhá. Đó, mình sẽ chọn đó. Ở đây thì các bạn sẽ điền cho mình cái số điện thoại mà các bạn muốn thêm vào cái tài khoản Facebook này nhá. Số điện thoại của mình thì mình đã lắp sẵn vào cái điện thoại này rồi nhá. Đó, mình sẽ điền cái số điện thoại này vào đây. Đó, mình thêm cái số điện thoại đuôi là 2-9 này vào đây nhá. Đó, mình kéo lên này. Tiếp đến thì mình sẽ chọn tiếp này. Và giờ các bạn sẽ chờ một cái mã xác nhận gửi về đến cái số điện thoại này nhá. Đây nhá, 393413. Đó. Vì cái số điện thoại mà mình muốn thêm vào cái tài khoản Facebook này mình đã lắp sẵn vào cái điện thoại này rồi, cho nên cái mã nó sẽ gửi đây nhá. Thì mình sẽ xác nhận cái mã vào đây này. Sau đó mình sẽ tiếp này. Đó. Vậy là ở đây nó đã thông báo là bạn đã thêm số điện thoại của mình vào tài khoản đã chọn nhá. Đó, mình sẽ đóng. Đó, thì các bạn để ý này, vậy là cái tài khoản Facebook của mình đã thêm một cái số điện thoại đuôi 999 vào đây nữa rồi. Cho nên là cái tài khoản này của mình đang là có hai cái số điện thoại này nhá. Thì giờ mình sẽ gỡ một cái số điện thoại mà mình không sử dụng nhá. Đó là cái đuôi 33 nhá. Thì các bạn sẽ chọn đây để gỡ này. Đó, thì các bạn sẽ chọn cho mình xóa số nhá. Ở đây thì họ có hỏi là bạn sẽ không thể dùng cái số này để đăng nhập, đặt lại mật khẩu hoặc nhận thông báo nữa. Thì mình sẽ chọn xóa nhé. Và ở đây thì các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu của cái tài khoản Facebook của các bạn nhé. Vào đây. Đó, còn các bạn nào mà không nhớ cái tài khoản, không nhớ cái mật khẩu của cái tài khoản Facebook này, thì các bạn sẽ chọn vào bạn quên mật khẩu nhé. Thì ở đây nó sẽ có những cái mục lựa chọn cho các bạn có thể lựa chọn nhé. Ví dụ các bạn có thể chọn cho mình đây. Ở đây thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái sự lựa chọn cho các bạn có thể lựa chọn nhá. Thì ở đây thì cái số điện thoại đuôi 33 mình không sử dụng nữa nhá. Thì mình sẽ chọn cái phần là gửi mã qua SMS nhá. Đuôi 99 mà vừa mình thêm nhá. Mình sẽ tích vào đây. Các bạn sẽ chọn tiếp tục này. Đây thì các bạn sẽ điền cho mình cái văn bản vào đây nhá. Cái chữ mà các bạn đang nhìn thấy này này. X này, 4 này, B này, V, T, C nhé. Đó, mình sẽ chọn tiếp tục này. Và giờ các bạn sẽ chờ cái mã xác nhận gửi về cái số điện thoại đuôi 99 của mình mà vừa mình đã thêm nhé. Mình sẽ quay trở lại xem đã có tin nhắn báo rồi chưa nhé. Nếu mà các bạn chờ lâu quá mà nó chưa có cái mã gửi về thì các bạn có thể chọn vào cái phần là bạn chưa có mã nhé. Đó, thì mình sẽ chọn qua cái phần là gửi mã qua thông báo trên Facebook nhé. Đó, mình sẽ tiếp tục này. Và các bạn có thể quay trở lại nhé. Mình sẽ quay trở lại này. Mình quay trở lại này. Các bạn sẽ quay trở lại nhé. Thì ở đây thì các bạn nhìn để ý này, có một cái thông báo của cái Facebook về này. Đó, thì ở đây này. Đấy, các bạn chọn vào. Thì cái mã của mình là mã đăng nhập của bạn là 890975. Mình sẽ nhớ vào đây nhé các bạn nhé. 890975. Và mình sẽ đóng này. Và các bạn sẽ vào, các bạn lại thực hiện lại để xóa số điện thoại đi nhá.
Đấy, mình sẽ vào thông tin này. Đó. Thì đây thì các bạn sẽ chọn cái số điện thoại để các bạn xóa này. Xóa số này. Chọn xóa số tiếp này. Đó thì ở đây thì mình cũng sẽ chọn vào phần bạn quên mật khẩu này. Đó thì các bạn tích vào cái phần gửi mã qua thông báo trên Facebook này. Vì mình đã có một cái mã rồi nhá. Các bạn chọn vào đây. Tích vào đây. Các bạn tiếp tục. Và ở đây thì các bạn sẽ điền cái mã mà vừa Facebook gửi về nhá. 890 này. 975 này. Các bạn tiếp tục cho mình nhá. Đó thì ở đây thì các bạn có thể xuất hiện cái ô này để các bạn có thể tạo cái mật khẩu mới này. Giờ các bạn có thể tạo cho mình một cái mật khẩu mới của cái Facebook này nhá. Nhưng mà các bạn phải nên lưu ý là cái mật khẩu phải có tối thiểu ít nhất là 6 ký tự nhá. Mật khẩu gồm các ký tự số và dấu câu nhá. Mình sẽ điền vào đây. Giờ thì các bạn có thể tích vào cái phần là hãy đăng xuất tôi khỏi thiết bị ở tất cả các nơi khác nhá. Tùy các bạn nhá. Mình có thể tích vào đây. Mình tiếp tục này. Tiếp nhá. Đó, vậy là mình đã đặt được cái mật khẩu mới cho cái tài khoản Facebook này rồi nhá. Vậy là mình đã có cái mật khẩu đó rồi. Giờ mình sẽ tiến hành mình xóa cái số điện thoại cũ đi nhá. Đó. Chọn vào cài đặt này. Thông tin cá nhân. Đó. Đây, thì mình giờ sẽ xóa số đi nhá. Mình sẽ xóa đuôi là 2 con 3 này đi nhá. Mình xóa này. Xóa này. Đó, giờ mình sẽ điền cái mật khẩu mà vừa mình đã đặt thành công cho cái tài khoản Facebook này rồi nhá. Tiếp nhá. Ở đây đã thông báo là bạn đã xóa số cũ của mình nhá. Mình sẽ đóng nhá. Đó, thì các bạn để ý này. Vậy là giờ cái tài khoản này của mình chỉ còn cái số điện thoại mới mà vừa mình đã thêm nhá. Và số cũ thì mình đã xóa được đi rồi. Mình sẽ quay trở lại. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể thêm được cái số điện thoại mới và xóa cái số điện thoại cũ của cái tài khoản Facebook của mình đi. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.